Hôm qua, gần 3 tấn xúc xích có chứa chất cấm tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thực phẩm Hùng Anh, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và bắt giữ. Qua cung cấp thông tin từ các doanh nghiệp cùng ngành thì đội quản lý thị trường Hà Nội phát hiện công ty Hùng Anh có sử dụng chất tạo màu đã bị cấm từ năm 2013 theo thông tư của Bộ Y tế để làm xúc xích. Chất tạo màu này được hấp và có thể gây ra ung thư. Hiện lô hàng nghi vi phạm là đã được tạm giữ, đội quản lý thị trường sẽ yêu cầu làm giám định để có biện pháp xử lý tiếp theo.